Một pha chuyền bóng chính xác. Một tình huống dứt điểm. Một bàn thắng tuyệt vời. Một bàn thua khi hiệp một sắp khép lại. Nó là hàng phòng ngự đã chơi vô cùng lỏng lẻo. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Hiện tại tỷ số đang lắm. Trọng tài đã thổi còi. Chúng ta cùng chờ đợi tiếng còi bắt đầu hiệp thi đấu thứ hai ngay lúc này. Michael Owen. Đó là cú sút. Một tình huống bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc của Michael Owen. Yaya Touré. Neymar. Ronaldo. Yaya Touré. Họ đã luyện tập rất nhiều cho những đường chuyền vô cùng nhuần nhuyễn vừa rồi. Pha quốc. Bóng sút đã mở ra cơ hội đến dứt điểm. Họ ghi bàn vô cùng hoàn hảo. Đó là tình huống dứt điểm hiểm hóc. Bóng đi không có mạnh nhưng đủ để hạ gục đối phương. Trận đấu đang có tỷ số 2-0. Steven Gerrard. Michael Owen. Một tình huống kiên trì đeo bám và anh ấy đã đoạt lại bóng rồi. Oxen Usali. Claude Makélélé. Anh ấy đang truyền về cho đồng đội. Đó chính xác là một cú sút. Một siêu phẩm đã được vẽ ra. Một pha lập công quan trọng. Họ đã trở lại đúng lúc với bàn thắng rút ngắn tỷ số. Vâng, tỷ số lúc này đang là 2-1. Yaya Touré. Một sự liên kết chặt chẽ. Họ đã phối hợp với nhau rất ăn ý. Một tình huống dứt điểm. Yaya Touré đã nổ súng. Pha ghi bàn đẳng cấp. Thủ môn ngày hôm nay đang thi đấu giữ phong độ và bàn thua vừa rồi là điều khó tránh khỏi. Tỷ số hiện đang là 3-1. Đó là đường chuyền tốt, anh ấy là một bậc thầy chuyền bóng. Michael Owen. Claude Makélélé. Steven Gerrard đã có mặt ở trên sân để tham gia pha tấn công. Michel Laudrup. Ilkay Gundogan. Pha bóng tốt của Maxen Usali. Steven Gerrard. Michael Owen. Đó là pha bóng nguy hiểm, một tình huống đá phạt. Michael Owen. Đó là tình huống dứt điểm tốt. Nhưng thủ môn đã bắt gọn trái bóng. Vâng, đó chính là một pha phạt góc. Nemanja Vidić, một ngày thi đấu tốt của thủ môn. Một cú sút. Đó là pha cản phá xuất sắc. Một pha mất bóng trong vòng cấm. Anh ấy đang quan sát và chuẩn bị thực hiện pha tạt bóng. Một đường chuyền, một tình huống dứt điểm. Tình huống ngăn chặn. Một pha cản phá tốt của thủ môn. Anh ấy đã đâm bóng ra ngoài. Bây giờ sẽ là một tình huống ném biên. Lionel Messi. Emmanuel Petit. Steven Gerrard. Michael Owen. Một đường chuyền tốt.
Nemanja Vidic đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để thực hiện pha tắc bóng đó. Đường chuyền mở ra coi. Một tình huống chạm bóng tinh tế. Michael Owen. Bóng đã chạm vào chân hậu vệ rồi. Tình huống đá phạt góc. Một pha tắc bóng tốt nhưng bóng đã đi ra ngoài và họ phải đối diện với một quả ném biên. Vâng, đó là 3 phút bù giờ. Claude Makélélé. Paulo Futre.